triệu chứng mưa đá hiếm gặp trong 50 năm. Hơn chục ô tô tông nhau trên cao tốc Sơn Đông. Cầu Baltimore sập sau khi bị tàu hàng đâm tại Mỹ. Cháy rừng nghiêm trọng hoành hành khắp Mexico. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Điểm Nóng trên kênh DBC. Nhiều hứng chịu trận mưa đá hiếm gặp trong 50 năm. Thưa quý vị, trong những năm gần đây ngày càng có nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra ở Trung Quốc đại lục. Tháng trước, mưa lớn, dông bão, gió mạnh, sấm sét mạnh và các kiểu thời tiết đối lưu mạnh khác đã xảy ra ở trên khắp nước này. Vào ngày 25 tháng 3, Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang hứng chịu một trận mưa đá hiếm gặp, có chiếc to bằng quả trứng ngỗng. Kính ô tô bị đập thủng lỗ to bằng miệng bát, chủ xe không cầm được nước mắt, trang mạng China Weather nhận xét giống như ngày tận thế. Một số dân mạng cho biết sự đối lưu này thực sự rất mạnh. Dông bão cấp 10 và gió mạnh xảy ra tại các trạm quốc gia ở Nghĩa Ô và Vũ Di, Chiết Giang. Trong vòng bạn bè của chúng tôi đều bị mắc kẹt trên đường và tất cả đèn giao thông đều bị tắt. Theo dự báo thời tiết vào ngày 25 tháng 3, gió mạnh cấp 12 xuất hiện ở Vũ Di, Chiết Giang. Gió mạnh cấp 10 cũng xuất hiện ở Nghĩa Ô. Dữ liệu cho thấy một số đoạn đường ở Thanh Điền có mưa đá tích tụ từ 5 đến 10cm.这冰雹能下多大吧？比鸡蛋都大，这画好的灰的来着都。看不，看看，看看啊！这都是冰雹下来。看到没？这是我人生中第一次见到的。哦哟！啊！这个宝马牌照都没上的，你看，后面被砸成这样子了，这宝马。 还宝马S1，后面被砸成这样子。这边，这边，哇，这里很湿气啊！看一下鹦鹉了，下了冰雹，大不大？哇，操！啊，一会儿地上下白了。 妈妈妈，要杀多方便吗？娘，雪不变，并且雪不破的吧，损失惨重。 Hơn chục ô tô tông nhau trên cao tốc Sơn Đông. Vào ngày 26 tháng 3, sương mù dày đặc xuất hiện trên đường cao tốc ở Jibo, tỉnh Sơn Đông, gây ra hàng loạt vụ va chạm từ phía sau. Hơn chục ô tô lao thẳng vào một quả bóng, tài xế mắc kẹt trong xe kêu lên cứu mạng. Video cho thấy, vào khoảng 6 giờ sáng trên cao tốc Truy Bắc Cát Cao, sương mù dày đặc bao trùm,
trên một đoạn đường xảy ra hàng loạt vụ va chạm từ phía sau, các phương tiện bị tông biến dạng nặng, ùn tắc. Mặt đất là một mớ hỗn độn bao phủ bởi các bộ phận xe hơi, mảnh kính, v.v. Mọi người trên các xe khác đều xuống xe và đứng bên đường chờ xử lý. Một chiếc xe thương mại nhỏ bị các phương tiện khác tông vào. Một nam tài xế bị mắc kẹt trong xe, nghi ngờ bị thương và yếu ớt kêu lên, cứu, cứu với. Một nhân chứng kể với giới truyền thông rằng lúc đó sương mù quá dày và xảy ra hàng loạt vụ va chạm từ phía sau. Người ngồi giữa chắc chắn bị thương nặng, ít nhất 15 ô tô đâm vào nhau. Tôi thấy 4 hoặc 5 xe cứu thương đến và đưa những người bị thương đi. Vài giờ sau, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông địa phương cho biết không có ai thiệt mạng trong vụ tai nạn và đoạn đường đã trở lại giao thông bình thường. Cầu Baltimore sập sau khi bị tàu hàng đâm tại Mỹ. Kính thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 3, một tàu hàng đâm trúng tàu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore, bang Maryland, khiến các nhịp cầu bị sập, khiến ít nhất 20 người và nhiều phương tiện rơi xuống sông. Con tàu cũng bốc cháy sau cú va chạm. Vụ việc được các quan chức mô tả là một sự kiện thương vong hàng loạt gia tăng. Video cho thấy một tàu hàng cỡ lớn đâm vào cầu Francis Scott Key, khiến các nhịp cầu sập xuống sông Papasco. Francis Scott Key là cây cầu thép bắc qua sông Papasco, huyết mạch vận tải nối với cảng Baltimore, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy ở bờ đông nước Mỹ. Cầu được khánh thành năm 1977, có 4 làn xe và dài 2,5 km, được đặt tên theo tác giả quốc ca Mỹ. Kimberly Reese-Brice, phát ngôn viên tuần duyên Mỹ, cho hay lực lượng này đã triển khai nhiều đơn vị ứng phó khẩn cấp cùng tàu thuyền trực thăng tới hiện trường để tìm kiếm, cứu nạn. Hiện chưa rõ thương vong trong sự cố. Cháy rừng nghiêm trọng hoành hành khắp Mexico. Thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 3, một vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra khắp Mexico trong bối cảnh hạn hán nghiêm trọng. Nhà chức trách báo cáo không có thương tích, nhưng ít nhất một số ngôi nhà đã bị đốt cháy trong trận cháy rừng ở Nogales và Rascruz. Trận hỏa hoạn đã thiêu rụi các trang trại trên núi, giết chết gia súc và đốt cháy nhà cửa. Ít nhất 5 gia đình đã được chuyển đến nơi trú ẩn. Lính cứu hỏa và các nhân viên cứu hộ đang chiến đấu để ngăn chặn đám cháy ảnh hưởng đến các khu vực tự nhiên được bảo vệ ở các bang miền Trung Morelos, Veracruz và bang Mexico. Ủy ban Lâm nghiệp Quốc gia Mexico báo cáo vụ cháy rừng đã lan rộng ở 15 trong số 32 bang của nước này, ảnh hưởng đến khoảng 1.421 hectare đất. Hình ảnh cho thấy một người dân nhìn ngôi nhà của mình bị phá hủy do cháy rừng ở Manchata, Mexico. Thứ Hai, ngày 25 tháng 3, các đội khẩn cấp đang nỗ lực ngăn chặn đám cháy rừng bùng cháy khắp các vùng núi cao ở bang Veracruz ở phía tây trung tâm. Lính cứu hỏa chiến đấu với xe chở nước, trong khi người dân dùng cành cây dập lửa trên cánh đồng của họ. Alondra Chavez, một cư dân Nogales nằm trong số những người đang chiến đấu với ngọn lửa, cho biết gió mạnh muốn cuột ngã chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn đang nỗ lực làm những gì có thể. Catalina Balafurti, cư dân Ares de Ro, Machata, một cộng đồng gần đó đang phải chống chọi với một trận hỏa hoạn khác, cho biết mọi thứ đều bị phá hủy, từ máy móc, giường, nệm, tất cả mọi thứ. Noches, amigos, seguidores de la página informativa de la Vía Bursa.
Cecilio Terán Balastrera, perteneciente al municipio de Nogales. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.